Trong trích đoạn giới thiệu trạm cứu hộ trái tim tập 31, Ngân Hà phải tìm một nhân chứng khác sau khi bà sinh phản bội vào phút chót. Người được cô tìm đến là chuyên gia tài chính tên Trần, cũng là người được Nghĩa thuê để lừa cô trước đây. Sau khi biết việc này, An Nhiên đã quân sư cho Nghĩa xử lý nhân chứng. Tay Trần không dạy gì trở mặt trong thời gian này, vì trong vụ mua bán Lan Hà, hắn được hưởng lợi không ít. Nhất định là cô ta hoặc bồ cô ta nắm thóp được tay Trần. Nếu không tìm ra cách, vụ kiện coi như xong đấy. Phải tính đến yếu tố bất thường mới được. Một điểm bất thường nào đó khiến tay Trần không thể đến được phiên tòa. Tay Tuấn bảo ta bổ sung nhân chứng. Vậy tại sao chúng ta không bịa ra nhân chứng? An Nhiên tính toán. Tại tòa án, nhóm Ngân Hà chờ đợi Trần đến những không thấy. Trong khi đó, An Nhiên và Nghĩa tay trong tay nghênh ngang tự tin bước vào, thậm chí còn mỉa mai Ngân Hà. Đặc biệt, Nghĩa còn đưa đến một nhân chứng mới, chính là trợ lý trước đây làm việc trong công ty Lan Hà. Cô gái này cũng có mặt vào ngày ông Trường phải đi cấp cứu. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến Ngân Hà cũng rất bất ngờ, không rõ An Nhiên và Nghĩa sẽ có thủ đoạn gì. Ngân Hà không thể liên lạc được với nhân chứng mà cô tìm đến trong vụ kiện Nghĩa. Điều đó khiến mọi người rất lo lắng. Bởi theo luật sư Vinh phân tích, nếu không có nhân chứng này thì sẽ rất khó có phần thắng trước Nghĩa. Cũng trong tập 31, Mỹ Đình không hiểu vì lý do gì mà bị mẹ Mến đánh một trận. Mày cho mình là đệ nhất thông minh mà tại sao mày không giống một phần thông minh của mẹ? Tại sao mày không nữ tính, dịu dàng như mẹ của mày? Bà Mến dạy dỗ con gái. Vừa nói, bà vừa vung tay vung chân về phía Mỹ Đình. Nam cũng có mặt ở hiện trường và can ngăn hai mẹ con. Tuy nhiên, anh đã hứng chọn cú lên gối của bà Mến vì anh muốn bảo vệ Mỹ Đình. Dù biết đã đánh nhầm người, bà Mến vẫn tiếp tục mắng con gái. Đến giờ phút này đã có thằng nào vừa mắt mày chưa hay chúng nó chỉ đến khoáng tiền của mày rồi chạy mất hả? Đúng lúc này, Nam lên tiếng, có cháu vừa mắt ạ, cô ơi, cô đừng đánh nữa. Cháu thích con gái cô, cháu thích Mỹ Đình. Lời xác nhận của Nam khiến bà Mến có một chút bất ngờ nhưng đã chấp nhận dừng tay không đánh con gái nữa. Trái ngược với phản ứng thản nhiên của Nam thì Mỹ Đình lại rất bức xúc vì cho rằng Nam đang bao đồng không đúng lúc. Ngay khi cô định lên tiếng giải thích thì bị Nam bịt miệng lại. Sau đó, Nam dẫn Mỹ Đình đi, kèm theo lời hứa sẽ khuyên bảo cô nhiều hơn để mẹ Mến yên tâm. Mời các bạn đón xem những diễn biến mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 31 phát sóng vào 21 giờ 40 phút ngày 20 tháng 5 trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.